bảo vệ cho thằng võ hoàng yên và thằng hoàng yên đã hiệu triệu ra bao nhiêu cái hiệu triệu để chi để tấn công vào bình dương này và riêng cái đại nam này là ba mũi tấn công tính đập vào đại nam này tụi mày chưa có tuổi đâu quý vị thấy ghê gớm chưa vậy thì quý vị thấy trên đời này có những con đàn bà nó cỡ nào quý vị quý vị chê cười tôi nói chuyện thế này nói chuyện như lòng dạ tôi chưa bao giờ biết ác với ai cả nhưng đối với những thành phần này chúng ta phải cùng với nhau tiêu diệt nó rồi tới cái con gì đinh thu hiền quý vị thấy không hôm nay tôi lật cho quý vị thấy những cái thằng nhà báo hai mặt thằng hiển nè rồi thằng minh diện nè Nhớ quý vị rồi á con đinh thu hiền và cái con hàn ni và còn nhiều người nữa tôi sẽ chiếu phim à, coi như xã hội cho quý vị coi không cần tốn tiền vé không cần phải à, ngồi ở nhà coi luôn giãn cách xã hội đây là cái cơ hội chúng ta coi phim miễn miễn phí không tốn đồng nào hết mà rất thật thì quý vị nha tôi đọc tới cái đoạn đó đó quý vị tin không máu tôi lên tới não luôn nếu mà nó có tôi tháng một tay vào mặt nó liền mất dạy ăn nói như vậy quý vị nghe sốc không quý vị bây giờ phải chỉ có một cái để nhất đưa nó đi tù là đúng nhất thôi đó quý vị thấy không nó tự tố cáo nó nó bày đàn như thế nào nó ma mị ra làm sao vậy thì giới báo chí nó có đáng sợ không quý vị đáng sợ không tôi sợ quá tôi không dám đụng chạm luôn đó quý vị thấy chưa quý vị thấy tội nghiệp tôi chưa nếu tôi đụng chạm với báo chí thì giờ này tôi đâu có ngồi đây với quý vị đâu mà tôi đi xa rồi đáng sợ không quý vị quá đáng sợ đúng không quý vị vậy thì à, ở trong nước á thì nó cấu kết nó mổ xẻ tài sản của nhà nước để nó ăn chia với nhau rồi nó cấu kết với tụi phản động để mà xuyên tạc đất nước vậy thì nó là ai vậy quý vị nó là loại ký sinh trùng nó phải con người đúng không còn vợ chồng tôi một lòng vì mọi người thế mà nó xuyên tạc nó làm đủ điều nó hành lên nó hành xuống lên bờ xuống ruộng vậy thì quý vị thấy có sự công bằng nào ở đây không thử ngày mai tôi làm gì sai coi hàng loạt báo chí đăng ngay và luôn đang rình đó quý vị đang chờ hở sườn đâm cho dù tụi mày có làm được gì tao á cái đất nước việt nam này hàng triệu người là phương hằng chứ không phải một mình tao đâu hãy tin cái điều đó đi vì chân lý mọi người nhìn rõ rồi đó quý vị thấy không mọi người đó bây giờ mọi người nghe tôi nói xong mọi người có thấy rằng là mọi người cũng phải là nguyễn phương hằng như tôi đi để chống lại những cái điều khốn nạn nhất mà nó dành cho chúng ta tiền của nhà nước tiền của nhân dân Thế mà nó nói như vậy đó quý vị thấy không Thì quý vị thấy rằng là cái độ khốn nạn của nó lên tới đỉnh cao Ai bao che cho nó Ai chống lưng cho nó suốt bao nhiêu thập niên qua Nó làm mưa làm gió Nó tống tiền doanh nghiệp Vậy thì quý vị thấy không Nhà báo đáng sợ không Sợ quá đi chứ Cho nên tôi đâu có dám đụng nhà báo đâu Tôi không đụng mà nó còn chờ nó, nó đâm xuồng tôi nữa Vậy thì tôi đụng nổi không Vậy thì tôi chọn con đường tôi đi chân lý tôi đi không hề sai Đến giờ phút này tôi hoàn toàn không hối hận Quý vị thấy chưa Các nhà báo toàn là nhà báo lớn không nha quý vị Bảo về ông Tất Thành Cang sẽ bảo đảm anh không bao giờ bị bắt Vậy thì bác trọng làm quá đúng lòng dân rồi quý vị có nghe bác phát biểu không tiền nhiều để làm gì chết có mang theo được không danh dự con người nó quan trọng lắm quý vị thấy chưa nếu không có bác trọng á thì bao giờ quý vị bao giờ chúng ta mới biết được những cái dở màn những cái mảng đen núp lùm trong cái xã hội này đúng không quý vị cỡ quý vị á sẽ không bao giờ chịu nổi đâu cỡ tầm như tôi á thì mới có bộ phim hay cho quý vị xem nè quý vị phải cảm ơn tôi và quý vị phải cổ vũ tôi và quý vị phải thương tôi và quý vị phải cùng với tôi đều là nguyễn phương hằng hết chứ không phải riêng một mình tôi nữa bởi vì sao không có tôi quý vị sẽ không bao giờ nhìn thấy cái mặt trái của xã hội như thế này Đúng không quý vị? Nếu chúng ta không một lòng mà triệt tiêu những tụi nó đó thì chúng ta có lỗi với đất nước, có lỗi với dân tộc và chúng ta có lỗi với chính chúng ta để cho những cái tội ác lên ngôi đè đầu cởi cổ chúng ta. Quý vị thấy không? Sau một trận chiến như thế này thì quý vị thấy phim bây giờ mới bắt đầu kịch tính nha quý vị. Vậy tôi nói quý vị rồi, bây giờ mới vô phim, lúc đầu là chỉ là xã giao thôi, bây giờ mới bắt đầu chơi cuộc chơi thật sự nè. Bắt đầu mới nắng gân nhau nè, mới đo được cái sự chịu đựng và cái sự nhơ nhuốt phải cần được loại bỏ ra khỏi xã hội nè. Cho nên quý vị đừng thấy rằng là tôi nói vậy là hết chuyện không có đâu, bây giờ mới bắt đầu câu chuyện thôi. Rất tiếc là tôi không có quyền lực trong tay. Nếu tôi có quyền lực trong tay, đối thật với quý vị, một nốt nhạc hai con người này tôi tống vô tù ngay và luôn. Rõ quá rồi, chối cái gì nữa. Thấy không quý vị? Rõ như ban ngày luôn bây giờ quý vị thấy không? Quý vị được coi một bộ phim thời sự rất là đời, rất là thường nhưng mà rất là thật. Nếu không có tôi làm sao quý vị biết được là tụi nó liên minh ma quỷ thế nào? Nó bành trướng ra làm sao? Cho nên tôi thật với vị tôi đọc được cái vị tôi nói cho nên không bao giờ tôi dùng báo chí để tôi làm một điều gì cả. Kể cả tôi đúng cũng thành sai. Quý vị thấy không? Cuộc chiến 6 tháng này tôi không có lỗi hết một hai câu tôi bị hớ tôi tôi nói không có ý tôi bị, bị phạt bảy triệu rưỡi rồi vừa rồi tôi kể một câu chuyện rất là bình thường tìm cách tống nó đi tù đi khốn nạn không quý vị vậy thì những cái người này có đáng đi tù không mười đời đó cũng phải đi tù đừng nói tôi tôi nói cái gì để đưa đi tù mà nói rằng phải đưa tôi đi tù nâng quan điểm lên tôi phá rối cái gì tôi chưa hề phá rối cái gì tôi bảo vệ cái điều tốt đẹp tôi mới lên tiếng tôi lật mặt võ hoàng yên ra bởi vì sao tôi nó đem tôn giáo ra để nó đi lừa đảo tôi không cam tâm tôi bảo vệ tôn giáo tôi mới lên tiếng tôi nói một cái câu chuyện mà bình thường thôi nó nâng quan điểm lên là tôi phá rối à, gọi là tôn giáo để đưa tôi vô một cái tội bắt nó đi tù đi trời ơi tụi mày tuổi gì vậy vậy cái, cái xã hội này hết người rồi sao mà tụi bay gài tao hết cái này tới cái kia tụi bay ngu không chịu nổi luôn Được rồi quý vị thấy không tôi ca ngợi thủ tướng cổ vũ thủ tướng thì nó nói là tôi à, à, xúc phạm thủ tướng trời ơi cái đầu tụi bay bị não sắn tụi bay phải nhìn thấy những việc tao làm cùng với chính phủ đóng góp cho đồng bào dân tộc chứ tao đâu có như tụi bay núp lùm phản động xuyên tạc vậy thì cái nào khốn nạn quý vị cái nào tôi ra trước công chúng tôi nói cho mọi người nghe miễn phí và tôi nói những gì rất thật cái tội của tôi là tội nói thật vậy thì tụi mày với tao có phải tụi bay là những cái loại mà cặn bã của xã hội không núp lùm để hại dân bán nước không có không mày có phản động không hả con hàng ni mày không phản động tại sao mày chê toàn tụi phản động và hôm nay tao lật mặt mày ra trước tất cả cộng đồng mạng trong và ngoài nước á vậy giữa tao với mày rõ quá rồi cho nên mày đừng có dùng cái thuyết âm mưu để mà mày nói rằng là mày sẽ giết bài và đặc biệt mày sẽ đập vào cái quỹ thiện nguyện của tao. Mày khốn nạn, mày chừa cho người khác với. Mày chưa đủ tuổi làm điều đó, mày với con Thanh Trần. Và cái con điệp già là ba cái con khốn nạn nhất, còn con Đinh La nó khùng. Tao không cần nói tới nó nữa. Nhưng ba đứa tụi mày là những con người mà là khốn nạn nhất trong cái drama này. Vậy thì tôi nói cho tất cả mọi người nghe có đúng không tụi mày đâu có cần phải lên ngồi nói như tao tụi mày đâu có cần nói để bị bắt lỗi như tao nhưng mà tụi mày cực kỳ là khốn nạn cực kỳ là mang rợ tụi mày là xúc vật chứ không phải là con người và ai bây giờ lên kế hoạch là mấy ngàn người sẵn sàng đập sập kênh youtube của tao đập đi Tụi bay có xóa được cái lòng dân không? Tụi bay có nói cái gì cho người dân Người ta tin vào tụi bay nữa không? Tụi bay có đứng lên được nữa không? Hỏi cái đám nghệ sĩ Mất dạy mà tao đã kêu tên ra đó Tụi bay đứng lên được nữa không? Ai tin tụi bay nữa? Rồi cái thằng Võ Hoàng Yên và đồng bọn Tụi bay có đứng lên được nữa không? Tụi bay khởi nghĩa tao coi thử coi Có cái người dân này người ta còn tin tụi mày nữa không? Như vậy là đủ rồi Như đó là đối với tao là hạnh phúc rồi Tao có chết tao bằng lòng rồi vì tụi mày khốn nạn quá tụi mày mất nhân tính Mà cái giả man nhất là tụi mày lôi cả phản động vô để mà cộng rắn cắn gà nhà nữa Cái này tao nói thật nếu tao có đủ quyền lực tao không tha cho một đứa nào cả Tụi mày chó má tụi mày mới làm được cái điều đó với đồng bào với dân tộc với máu mũ ruột thịt quê hương của mình Tụi mày ăn cái cám lợn hay ăn cái thứ gì mà tụi mày có thể quay lưng với lại đồng bào với dân tộc như thế này Tụi mày đang sống cho một đất nước bình an Tụi mày không thấy được cái phước của tụi mày mà tụi mày mang cái tâm hồn nổi loạn và muốn chống đối lại những cái điều gì tụi mày muốn làm ông làm cha thiên hạ để thỏa mãn cái nhục vọng đê hèn của tụi mày tao kêu tụi mày ra tao chửi đó quý vị ơi em không lịch sự được nha quý vị mặc dù bữa nay em rất là xinh đẹp nhưng em không thể không chửi được